Xin chào các bạn khán thính giả thân mến Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán Và ngày hôm nay mình xin gửi tới quý vị và các bạn Tập 38 của bộ truyện kiếm hiệp Hắc Nhỏ Tác giả Trần Thành Vân Qua giọng đọc của MC Huy Tấn Nếu mà các bạn thấy hay Hãy like vào comment cảm xúc của mình Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh Để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 38 của bộ truyện. Đình Hạo hạ giọng nói. Lúc trước thọ giao phòng, người bạn thâm giao của Tiểu Điệt từng lèn vào bác bảo dò thám và phát hiện ra cửu long lệnh cất giấu trong mật thất nhưng mà chẳng biết là ở gian mật thất nào tây khanh trang khắc thành nói à, ta thà cũng biết được mật thất đó nhưng còn lệnh bài thì do trịnh tam giang cất giấu trong người đình hào xúc động nói y cất giấu trong người ư ừ. làm sao mà bá phụ biết được chuyện này Tên tiểu tử phục vụ việc ăn uống ngủ nghỉ của Trịnh Tam Giang Chính là con cờ của ta đã sắp đặt vào Ồ, oh, thế thì hay rồi Hắc nhỏ đang quan tâm đến vấn đề Trịnh Tam Giang sẽ hủy diệt chứng cớ Không còn cách nào để ăn nói với các đại môn phái Y uh, chuẩn bị hành động thế nào? Uh, thế thì chưa biết Tiểu Điệt phải tìm cách thoát thân Rồi tìm gặp Hắc nhỏ mới biết được thoát thân thì dễ thôi. Người cũng chẳng cần ở đây làm gì nữa. Cứ đi ngay bây giờ đi. Tiểu Điệt còn chút ít đồ vật cần phải thu dọn. Thế thì hãy về bảo thu dọn đồ vật cho nhanh. Tôi đến rồi đi. Thưa vâng. Ánh tà dương lúc đó đã gần lặn. Đinh Hạo và Trang Khắc Thành chia tay trở về bảo. Vào khoảng canh một, Đinh Hạo đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, chuẩn bị rời khỏi Bắc Bảo. Bông hắn nghĩ ra một kế, liền cầm bút viết một bức thư như sau. Gửi đến phương trượng thiếu lầm ngộ nhân đại sử. Bạn nhò sau khi do thám biết được hung thủ giết người cướp cửu long lệnh năm xưa. Công án này sẽ được làm sáng tỏ trong một ngày gần đây. Lúc bạn nhò hiện thần thì xin hãy cùng nhau quản thúc cao thủ của các phái. Không nên động thủ nhằm tránh sự ngộ nhận đọc xong, xin hãy đốt hủy đi ngay. Sau khi viết xong, Đinh Hạo âm thầm mang đến phòng của ngộ nhân đại sử Trang viện vì để phòng hắc nhỏ phát hiện nên là tối đến không đốt đèn, toàn một màu đen kịt, rất là thuận tiện cho hắn hành động. Sau khi nhét mảnh giấy vào khe cửa sổ phòng ngộ nhận đại sử thì hắn nhẹ nhàng gõ lên cửa sổ liên tục, rồi nhanh như chớp lượn người về phòng mình, đóng cửa lại. Ngộ nhận đại sư bị bực mình bởi tiếng gõ cửa Lão Tăng gầm lên Là ai? Tiếng la hét của ngộ nhân đã làm kinh động đến mọi người xung quanh Cả trang nhôn nháo hẳn lên Đình Hảo hiện đang trong thân phận của Đồng Khanh Nên hắn phải có mặt Hắn cố tình mở cửa cho mạnh Nhảy ra bên ngoài rồi quát Đã xảy ra chuyện gì? Ngộ nhân đại sư từ trong phòng nói vọng ra có người gõ cửa sổ làm phiền bản tọa. Đinh Hạo cười thầm rồi lớn tiếng nói: "Chư vị xin hãy bình tĩnh, đề cao cảnh giác, để ta đi tuần tra xem thử." Nói rồi hắn quay vào phòng mang túi đeo kiếm, sau đó bằng thân pháp cực nhanh nhảy lên mái nhà. Chỉ trong nháy mắt đã chạy ra phía hậu viện của bảo. Hắn ẩn mình trong đống mồ mả mà hoang vắng, thay đổi y áo và đeo mặt nạ vào. Đinh Hạo đang định phi thân trở lại vào bảo, bỗng nghe từ nơi rừng cây gần bên liên tục phát ra những tiếng gầm thép. Hắn bất giác động tâm liền nhìn sang, thì thấy có rất nhiều người thấp thoáng như là quỷ u linh cùng tiến về phía hậu viện của bảo. Y áo màu vàng đã nói lên lai lịch của đối phương. Đình Hạo mừng thầm, thật may là Kim Long Bang cũng xuất hiện đột kích vọng nguyệt bảo, rất thuận tiện cơ hội cho hắn hành sự. Sự đột kích này của Kim Long Bang rất mạnh. Có lẽ họ đã dồn toàn lực đến đây, quyết sống mái. Hắn còn đang suy nghĩ thì đã có nhiều tiếng đào kiếm và chạm từng hồi vang đến như là sóng gió ba đào từ hướng tiền bảo. Đình Hạo rúng động tâm hồn chẳng ít. Xem ra nhân mã của Kim Long Bang đã đánh vào mặt chính của Bắc Bảo rồi. Đệ tử Kim Long Bang ở hậu bảo cũng ảo đến hợp công, thành thế tiền hậu cùng tổng công kích. Thứ vũ khí chủ lực của bọn chúng là những mũi tên bốc khói ở đầu, được bắn mạnh vào bên trong bào. Đình Hạo còn đang ngơ ngẩn, chưa biết loại tên bốc khói đó có công dụng gì, thì đã nghe nhiều tiếng la thảm, rồi hàng loạt võ sĩ canh gác thành lũy của bác bảo đã ngã từ trên cao vài trượng xuống đất chết tươi. Hóa ra loại tên của Kim Long Bàng là thứ chất độc vô cùng lợi hại có thể hủy diệt kẻ địch một cách dễ dàng. Xem ra Kim Long Bang đã quyết tâm trả thù, tiếng la hét chém giết càng lúc càng mãnh liệt. Đình Hạo nhún mình lướt thẳng vào bảo, hắn thấy cổng bảo đã bị thuốc nổ làm sụp, không có gì ngăn chặn nên võ sĩ Kim Long Bang tràn vào một cách dễ dàng, gần cả nghìn người đang đánh nhau quyết liệt. Võ Lâm Trì Hậu độc đấu với Dược Vương Kỳ Sĩ, hai phụ nhân áo vàng thì hợp công vây đánh phiêu miếu Trần Nhân. Còn nhất trì hòa Bạch Nhiễu Thiền thì đang giao đấu kịch liệt với địa ngục tôn giả. Ngoài ra còn một số cặp khác cũng đang quyết sống mãi với nhau. Vì đôi tay của địa ngục tôn giả đã bị đình hạo đánh bị thương tại cổ miếu Triều Dương Tập, nên là công lực có phần giảm sút. Vì vậy nên nhất trì hòa mới có thể cầm cự nổi ý. Tây Khanh Trang Khắc Thành thì đang dũng chiến với một người bịt mặt mặc áo gấm, chính là Kim Long bang chủ. Còn Trịnh Tam Giang thì cầm gương đứng một bên quan sát cục diện. Phàm bất kỳ võ sĩ nào của Kim Long bang mà tiến đến gần y thì đều bị ngã gục ngay lập tức. Bỗng nghe một tiếng hự khô khan vang lên, rồi thấy Tây Khanh Trang Khắc Thành loạn trọng lùi ra sau vài bước, té ngồi trên mặt đất. Trịnh Tam Giang nhảy tới xuất trường càn Kim Long bang chủ lại, rồi thét lên. Dừng tay lại, nói chuyện cho đồng hàng trước kia đã. Tiếng thét này đã được lão vận đến tám thành công lực nên rất là chát chúa. Làm cho cao thủ của hai phe tất cả đều bị giật mình, dừng tay cả lại. Chỉ thấy hơn 30 xác chết nằm la liệt trên mặt đất. Tây Khanh thì được hai võ sĩ trong bảo đỡ dậy rồi lui ra phía sau. Đình Hạo núp trong bóng tối nóng ruột vô cùng, thấy trang báo phụ bị thương mà không biết nặng nhẹ thế nào. Hắn chờ đợi cho hai tên võ sĩ dìu trang khắc thành bước lại gần, rồi nhanh như chớp điểm huyệt chúng. Sau đó ôm trang khắc thành vào lòng, nhảy vào một góc tối, hỏi nhỏ. Người là bạn của toàn tú tài phải không? Hai mắt của trang khắc thành nhắm nghiền, lão theo thào nói. Bằng hữu là ai? Hắc nhỏ, Ồ. Oh. Người bị thương ở đâu? Trên cổ, bị độc. Đình Hạo vội vàng khám xét kỹ, thì thấy trên cổ bên trái của Trang Khắc Thành có một lỗ máu nhỏ như là hạt đậu, thật là giống như là vô ảnh phi mang. Chẳng biết làm sao mà Kim Long Bang lại có thể dùng chúng được. Nhưng mà hắn không còn thời gian để suy nghĩ, nên vội lấy tị độc châu cho Trang Khắc Thành ngậm chỉ trong giây lát thì độc tố đã được giải trừ. Đình Hạo lại đặt tay vào vết thương trên cổ, vận nội lực hút mạnh một cái. Lập tức hút ra được vô số hạt gai nhỏ như là hạt đậu, chính là vô ảnh phi mang, chẳng sai chút nào. Tây Khanh Trang Khắc Thành đứng thẳng người lên, nhà tị độc châu già, hoàn trả lại cho Đình Hạo, nói giọng xúc động. Thành thật, cảm tạ ơn cứu mạng của các hạ không có gì. Người đã trúng phải vô ảnh phi mang, là loại độc trùng trì độc, vào da thịt, phun máu trên ngày Cao thủ trong bảo đều đã uống thuốc giải độc phòng ngừa trước rồi. Vì bàn bảo biết kim long bàng thiện dụng độc dược. Người chớ ra mặt, hãy ở trong bóng tối giám sát trịnh tam giang, chớ để y chạy thoát. Dứt lời, hắn lượn mình lướt đi, nhưng vẫn ẩn thân vào chỗ tối Lúc bấy giờ, tình thế trong đấu trường đã có nhiều thay đổi. Trịnh Tam Giang đứng đối diện với Kim Long bang chủ, còn đệ tử đôi bên lùi ra sau, chiếm lấy một vị trí riêng, phân ranh giới rõ rệt. Bấy giờ Trịnh Tam Giang mới trầm giọng nói, để tránh cho đệ tử đôi bên không bị chết oan, ta và người cá biệt cùng nhau giải quyết, thế nào? Kim Long bang chủ cười hắc hắc nói, Ồ, thế thì uh, hay biết mấy. Giải quyết bằng cách nào đây? Quyết chiến đến cùng. Quyết một mất một còn mới thôi. Đúng là như thế đấy. Nhưng phải nói cho rõ ràng trước đã. Xin các hạ cho biết lý do tại sao Kim Long Bang khởi thủy liền đối địch với bản bảo. Ồ, điều này chẳng. <laughs> Đương nhiên Trước khi người nhắm mắt, ta sẽ cho người biết lý do ngay. Mặt mày của Trịnh Tam Giang tối sầm lại, mỉa mai nói. Nếu người là anh hùng, thì hãy gỡ bỏ khăn biệt đầu của người xuống. Kim Long bang chủ lạnh lùng tăng hắng nói. Tạm thời, thì ta xem như không phải là anh hùng đi. Người làm chủ một bang phái mà lại nói được những lời như thế sao? Trịnh Tam Giang. Tư cách làm người của người cũng chưa chắc đã quang minh chính đại đâu. Bản tòa à ta cho rằng người chỉ là một tên tiểu nhân vô sĩ mà thôi. Nếu người là quân tử thì hãy khai lai lịch giả và cho thấy trần diện mục đi. Được, được. Khi mà người nằm xuống, ta sẽ cho người thấy trần diện mục của ta tiếng gầm hét inh ỏi từ hậu bảo vang tới càng lúc càng gần hơn. Hiển nhiên số đệ tử của Kim Long Bang đã tấn công vào tới hậu bảo. Trịnh Tam Giang giận run nói, Người hãy ra lệnh, bao đệ tử của người dừng tay lại đã. Chuyện đêm này, để hai chúng ta tự giải quyết lấy. <laughs> người hãy nói trước, xem nên là giải quyết bằng cách nào đây. Giữa hai người trong chúng ta, chỉ một người sống được thôi nếu ta chết thì vọng nguyệt bảo sẽ xóa danh ở chốn giang hồ. Còn người chết thì kim long bàng vĩnh viễn trừ danh trong võ lầm. Người thấy như vậy có công bằng chẳng? Hay, hay lắm, thế là công bằng lắm. Dứt lời, y khoát tay một cái. Nhất trì hòa, bạch miễu thiên huyết sáo một tiếng thật là dài. Tức thì tiếng là hét ở hậu bảo, lần lần lắng dịu, Trịnh Tam Giang ra lệnh, nói giọng lớn tiếng. Thắng bại của bạn tòa, quyết định số mạng của Vọng Nguyệt Bảo. Đệ tử bản bảo, hãy lùi ra sau hết cho ta ngay. Một câu hạ lệnh, tất cả cao thủ của Vọng Nguyệt Bảo lần lượt tung mình lùi ra phía sau. Trong đấu trường chỉ còn lại một mình Trịnh Tam Giang, đơn thân đối diện với vài chục cao thủ của Kim Long Bàng. Kim Long Bàng chủ giọng nói lạnh lùng trịnh đại bảo chủ, người thể hiện trông có vẻ rất là hảo khí. Nhưng ta cảnh cáo với người trước, chớ có trời trò quỷ quyển nhỉ Bằng không, người sẽ phải trả một cái giá rất là đắt đấy. Vọng Nguyệt bảo chủ trầm giọng tăng hắn một tiếng nói. Đương nhiên. Y nói xong, khoát tay ra sau một cái. Chúng đệ tử Kim Long Bàng, kể cả võ lâm trì hậu trong đó, cùng nhau phi thân lùi ra phía sau vài trượng. Đình Hạo đứng trong bóng tối suy nghĩ giây lát, liền hiểu ngay được dụng tâm của Trịnh Tam Giang. Xung quanh nội bảo đã được chôn cất thuốc nổ vốn dùng để đối phó với hắc nhỏ. Bây giờ sẵn dịp đem ra sử dụng luôn. Căn cứ tấm bản đồ bố trí mà y đã cho mình xem, thì vị trí của chúng Kim Long Bang đang tụ tập, đúng y chỗ đã được chôn giấu thuốc nổ. Trịnh Tam Giang vùng kiếm nói. Được, chúng ta ra tay được rồi. Kim Long bang chủ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Hai bên nhận định mục tiêu thật là kỹ lưỡng, rồi bất thình lình cùng ra tay tấn công. Tức thì nổ ra một trận chiến kinh tâm táng đầm. Hai thanh kiếm bay lượn như là dòng bay phượng múa, kiếm khí nghe vù vù. Kiếm thuật của hai bên có vẻ như là ngang tài nhau. Chiêu thức của Kim Long bang chủ thì hiểm ác quỷ quyệt, còn chiêu thức của Vọng Nguyệt bảo chủ thì huyền diệu vô song. Sau vài chục chiều, Vọng Nguyệt bảo chủ dường như có vẻ yếu thế, càng đánh càng thoái lui ra sau nhiều hơn. Kim Long bang chủ cười ha hả, từng bước từng bước lấn tới, càng lúc càng cách xa bang chúng của mình. Bỗng một tiếng nổ long trời lở đất vang lên ngay tại chỗ bang chúng của Kim Long bang tụ tập mùi khét lẹt bay lên nồng nặc, khói bụi mịt mù, đầu mình tay chân văng tung tóe khắp nơi. Kim Long bang chủ nhìn lại thì thấy bang chúng của mình chỉ còn khoảng 8 9 người. Hắn ngầm giống lên. Trịnh Tam Giang, ta không săn bằng vọng nguyệt bảo của người được thì ta thề không làm người. Trịnh Tam Giang cười nhạt nói. <cười> Một con chó của bọn bày cũng đừng hòng mà thoát khỏi nơi đây hắn vùng kiếm một cái, cao thủ của vọng nguyệt bảo từ hai bên lại ập vào chém giết, một trận đổ máu lại nổ ra. Bỗng kim long bang chủ nghiến răng huyết lên một tiếng dữ tận, xung quanh tức thì có tiếng la hét hưởng ứng vang lên dầm trời. Thì ra kim long bang có đặt đệ tử mai phục ở bốn bên, tiếng huyết đó chính là tín hiệu cùng tổng tấn công. Trịnh Tam Giang nghe tiếng huyết của Kim Long Bang chủ thì bỗng giận nảy mình, lại thấy tình huống bất lợi thì căm hận nói. Thật là không ngờ, ngươi là triệu nguyên xanh. Đình Hạo nghe đến đó, tức thì khí huyết nóng bừng lên, giận muốn điên người. Thật là không ngờ, đó là kẻ thù mà chàng đã tốn bao công sức, cũng không tìm ra được. Kim Long bang chủ cười ha hà nói, Giỏi, giỏi cho lão già, đã nhận được ta. Hôm nay, người sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho thủ đoạn ác độc nằm sửa đó. Trịnh Tam Giang gần giọng nói, <laughs> còn cá xà lưới mà cũng dám tỏ miệng ngử. Hôm nay dù có ra sao nữa, thì bọn ta cũng sẽ liều chết với các người. Hai bên Kim Long Bang và Vọng Nguyệt Bảo lại lao vào nhau, đấu đá quyết liệt. Đinh Hào suy nghĩ giây lát, hắn thấy thời cơ để dùng thân phận hắc nhò xuất hiện rồi giải quyết công án nằm sửa đã đến Nên là bất ngờ nhảy ra Thét lớn Tất cả dừng tay Kim Long Bang chủ và Vọng Nguyệt Bảo chủ Cùng xoay người sang Rồi cùng thất thanh kêu lên Hắc nho Tất cả mọi người có mặt lúc đó Đầu biến sắc tái mặt Đình Hạo đảo mắt qua một lượt Thì nhận thấy pheo của Kim Long Bang đã chết sạch Chỉ còn lại Bang chủ Võ lầm trì hậu Nhất Trì Hòa và hai tên võ sĩ trung niên. Hiện trường tuy đã im ắng nhưng sát khí vẫn còn ngấm ngầm, chắc chắn sẽ còn bùng nổ lần nữa. Trịnh Tam Giang xoay người hỏi Tổng Đại trưởng Hà Cảnh Dương. Đông Khanh đâu rồi? Có lẽ y đang đợi lệnh trong hậu đường. Màu, mau mời y tới đây. Hà Cảnh Dương dạ một tiếng rồi chạy đi ngay Đình Hào khẽ nhìn Kim Long bang chủ nói. Tạm thời, chưa nói việc của người. Người hãy tạm lùi ra đi. Kim Long bang chủ không nói gì, lập tức lùi ra sau hơn cả trượng, đứng sánh vai với võ lầm trì hậu. Trịnh Tam Giang theo bản năng, tự nhiên thu lùi ra sau hai bước nói. Các hạ quan lâm bán bảo, có điều gì chỉ giáo? Người phải biết, chứ sao còn hỏi bản nho có phải vì việc trưởng môn và cao thủ của các đại môn phái đến nhờ và bản bảo hay chăng? <laughs> người đã giam lòng mọi người mà còn giả giọng ư? Ừ. Các hạ sao lại nói vậy? Hãy nói ra lý do tại sao người giả mạo bản nhỏ giết người cướp kiểu lòng lệnh năm xưa. Trịnh Tam Giang giận nảy mình, cười gượng nói. Ý của các hạ là sao? người còn xảo quyệt chối tội ư? Chứng cứ, chứng cứ ở đâu? Ngay lúc này, đã có mấy chục người đổ xô tới, chính là trưởng môn và cao thủ các đại môn phái. Có cả Tây Khanh Trang Khắc Thành trong đó. Mọi người đứng sau lưng Trịnh Tam Giang, nhìn Đinh Hạo bằng ánh mắt kinh ngạc. Trịnh Tam Giang thu lùi vài bước, hớt hải nói. Hắc nhỏ đã tới, sao chư vị còn chưa ra tay? nào ngờ không có chút động tĩnh gì. Mặt mày Trịnh Tam Giang đại biến, y xoay người qua Trang Khắc Thành nói: "Tẩy Khanh, tự yên khách đầu." Trang Khắc Thành lạnh đùng nói: "Có lẽ đã đuổi theo kẻ địch." <laughs> "Theo ai?" Hắc nhỏ nói sao? Chẳng sao cả, là vậy đấy. Tây Khanh, sao còn chưa động thủ đi? Còn cho đến bao giờ nữa? Ờ xin thứ lỗi. Việc này chỉ có người mới giải quyết được mà thôi. Trịnh Tam Giang bàng hoàng nhìn Trang Khắc Thành nói. Người, người... Đinh hạo từ từ bước tới phía Trịnh Tam Giang, cười nhạt nói. Mau rao ra kiểu long lệnh, rồi tự thú với các đại môn phái. Ra thịt trên mặt của Trịnh Tam Giang co rún lại. Nhưng mà y không hổ danh là một tên cáo giả, vẫn giả vờ nói. <laughs> người muốn giáo họa cho ta ừ. Đình Hào từ từ dơ kiếm lên cao, lạnh lùng nói. Người ngoan cố như vậy, thì đừng trách bản nhỏ độc ác. Trịnh Tam Giang đảo mắt nhìn Trang Khắc Thành và các cao thủ của đại môn phái một lượt. Ánh mắt của y đầy vẻ oán hận thầm độc, khiến cho người ta phải ấn lạnh xương sống lúc bấy giờ dược vương kỳ sĩ và phiêu miễu chân nhân cũng đã lướt tới phía sau lưng của đình hạo địa ngục tôn giả lúc trước vốn ỉ lại vào con phi thiên hồng hỏa nhưng đã bị đình hạo hủy diệt lúc chạm mặt ở cổ miếu triệu dương tập lại còn bị hắn chém đứt một nửa bàn tay phải và ba ngón tay trái cho nên không còn có thể sử dụng được bất kỳ một loại binh khí nào trong tình hình lúc này y khó có thể ra tay được sau một tiếng gầm thét kinh người, Trịnh Tam Giang đã ra tay trước. Đình Hạo vội gom toàn bộ 12 thành công lực, hất kiếm ngành đón. Chỉ nghe keo một tiếng, lửa văng tung tóe, rồi Trịnh Tam Giang liên tiếp thu lùi ra sau ba bước. Cũng đồng thời lúc này, Phiêu Miễu chân Nhân và Dược Vương Kỳ Sĩ ra tay trợ công ở phía sau. Đình Hạo thừa thế xoay kiếm ra sau, công ra một chiều mãnh liệt kinh người. Trịnh Tam Giang lại tiến lên tấn công, tức thì trở thành thế ba người vây công một mình đinh hạo. Cả bốn đều là hạng cao thủ nhất lưu hiếm thấy trên giang hồ. Họ gây ra một trận chiến khiến người trông thấy phải kinh tâm động phách. Do Tây Khanh phàn bảo và trưởng môn của các đại môn phái thay đổi kế hoạch ban đầu, nên là âm mưu của Trịnh Tam Giang tàn vỡ. Lại thêm sự đột kích bất ngờ của Kim Long Bàng, nên Vọng Nguyệt Bảo từng xung hùng xưng bá ở Bắc Phương Võ lâm bắt đầu trao đảo. Tình hình chẳng lạc quan chút nào. Có thể bác bảo sẽ sụp đổ tan rã từ đây là điều mà Trịnh Tam Giang không bao giờ ngờ được. Đình Hạo oán hận đầy lòng, đồng thời cũng vì tiếng tăm của Hắc Nho, nên lời chiêu nào cũng dùng toàn bộ công lực bình sinh, làm cho kẻ địch bị quay vòng như là còn vụ. Những cao thủ tàn dư còn lại từ cấp đường chủ trở xuống của Vọng Nguyệt Bảo thì không sao đủ tư cách tham gia trận chiến tuy nói rằng Kim Long Bang bị trúng kế thuốc nổ, làm cho chết chóc thảm thương trầm trọng. Nhưng mà số đệ tử có thân pháp quỷ quyệt và thiện dụng độc dược còn lại, đó vẫn là một lực lượng rất là đáng ngại. Thừa sức đấu liền một mất một còn với bác bảo, chứ không chịu thua kém. Kim Long Bang chủ nói lớn tiếng, Hắc nhỏ, các hạ có cần thiết bản tọa ra sức chẳng? Đình Hào không trả lời ý, hất mạnh một chiều kiếm điểm vào gã ác đạo phiêu miễu trần nhân. Tiếng thảm rú rạch xé đêm không kêu hãi hùng. Phiêu miễu trần nhân té ngã xuống đất. Xung quanh trường đấu kêu lên kinh hãi. Mặt mày của mỗi tên đệ tử vọng nguyệt bảo tai mét không còn chút máu. Chỗ đất trống mà trịnh tam giang đã bố trí trôn giấu thuốc nổ, trở thành vô dụng. Ánh mắt của địa ngục tôn giả lấp lánh những tia sáng nguy hiểm, thầm lặng tiến gần đến chỗ đứng của các cao thủ chín phái bỗng một luồng sáng xanh bích chớp nhoáng xẹt qua xen lẫn tiếng rú thảm thân người của địa ngục tôn giả loạn troạn trao đảo liên tục miệng mấp máy kêu oà oà té ngã xuống đất tay chân co rút dây lát nằm yên bất động luôn trong đấu trường xuất hiện thêm một thiếu nữ áo xanh thanh kiếm trong tay của y lấp lánh phản chiếu những tia sáng màu xanh bích dưới ánh trăng đêm khuya đinh hạo liếc mắt nhìn sang thấy người vừa xuất hiện chính là u linh sứ giả cổ thu linh tức thì tinh thần hăng hái hơn vận mạnh chân lực tấn công ra chiều bút hạ càn khôn tiếng thảm rú lại vang lên liên tiếp dược vương buông cây quốc thuốc ra một loại binh khí của y té ngã xuống đất kỳ sĩ hồn phi phách tán nhún mình nhảy lui ra khỏi vòng chiến cổ thu linh lướt tới ngành đón kỳ sĩ vẫy tay bằng thủ pháp mẫn thiền hòa vũ ném ra vô số quần cờ bao phủ cổ thu linh. Cổ thu linh rừng rừng chẳng thèm để ý gì hết. Thanh gươm nguyệt phách kiếm trong tay, tự động toát ra luồng sáng xanh bích. Quân cờ thoáng chạm vào hổ quang, tức thì hoàn toàn bị dội ngược, bắn ra xa vài trường. Kỳ sĩ gầm giống nói, Nhà đầu, ngươi là ai vậy? Cổ thu linh từng bước một tiến tới, nói giọng lạnh lùng. U linh sứ giả, tiếng giả vừa thốt khỏi miệng, Nguyệt Phách Thần Kiếm đã quét cả một đường nhanh như điện xẹt. Oa à, một tiếng hãi hùng, kỳ sĩ cũng theo bạn về Tây Phương cực lạc. Ngay lúc mà kỳ sĩ nhảy ra khỏi vòng chiến, Đinh Hào đã cầm kiếm bám sát Trịnh Tam Giang gần hơn, trở thành thế đứng một đối một. Trịnh Tam Giang kinh hãi cực độ, nghiến răng kêu cồm cộp nói: "Hắc nhỏ, ngươi muốn đuổi cùng giết tận ư?" Ừ. Đình Hào lạnh lùng nói. Có thể là như vậy đấy. Các môn phái đang chờ đợi người để thanh toán món nợ máu nằm sửa. <laughs> Cầm mồm lại. Trịnh Tam rằng Người chớ dân gì kêu ca làm gì nữa. Hãy giao kiểu long lạnh ra màu. Người, người ăn nói hồ đồ Muốn vụ ăn giáo họa cho ta ư? Ừ. Người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dứt lời, Đinh Hạo đã phóng ra một chiều kiếm mãnh liệt. Trịnh Tam Giang chống kiếm lên gắng gượng chống đỡ. Chỉ nghe len keng vài tiếng, rồi lão thụt lùi ra sau thêm ba bước, mặt mày co rút biến dạng. Lão gầm lên một tiếng, tiến tới đánh liều mạng. Chiêu thức toàn là muốn cùng đối phương đồng quỳ vù tận, khiến cho cục diện phải xoay chuyển. Dù sao, lão cũng là bá chủ một phường, công lực cực cao, nên Đinh Hạo phải chống cự khá là căng thẳng dưới ánh trăng sáng, hai thanh kiếm như dòng bay phượng múa giữa trời xanh, khí thế quỷ khóc thần sầu, kiếm khí rạch xé vù vù, ai nghe cũng đình tài nhức óc. Bỗng nghe à một tiếng, rồi thanh kiếm trong tay của Trịnh Tam Giang bay vọt ra xa. Cổ tay phải của lão bị rạch một đường máu chảy lai láng, không cử động nổi nữa. Đình Hạo trò mũi kiếm vào ngực đối phương, khẩn trương hồi hộp vô cùng, tim đập thình thịch chẳng ngừng. Căn cứ theo Tây Khanh Trang Khắc Thành nói lại Thì Trịnh Tam Giang cất giấu kiểu long lệnh trong người Nhưng mà nếu lúc này không lục soát được thì sao Làm cách nào ăn nói với các đại môn phái đây Trịnh Tam Giang quả không hổ danh là nhất đại kiêu hùng Trong lúc thập tử nhất sinh này Lão lại bình tĩnh hơn bao giờ hết Lão giả vờ cầm phẫn nói <laughs> Hắc nhỏ Ta chẳng hiểu được Tại sao ngươi lại đẩy tội trang công án mang sơn năm xưa lên đầu của ta như vậy? Đinh Hạo nghiến răng nói. Việc đã đến nước này thì ngươi đừng tìm cách chối cãi nữa. Bột nhỏ không buông lời vô cớ đâu. Vậy chứng cớ ở đâu? Nếu ngươi là hào hán thì sao không tự nhận lấy trách nhiệm về việc mình làm? Tự mình giao phó với các đại môn phái đi. Ta đã có gì mà giao phó với họ? người chẳng qua cũng chỉ là một tên tiểu nhân mà thôi. Hắc nhỏ, chúng ta không thù không oán. Giờ đây thì sao? Người chỉ cầm phẫn các môn phái đã gửi thân lãnh nạn tại bản bảo. Cầm miệng lại. Cùng với tiếng quát, mũi kiếm của Đinh Hạo bất thần rạch một đường dài trên y phục của Trịnh Tam Giang. Một lệnh bài óng ánh chiếu sáng có đường kính to bằng bàn tay rơi ra, đập xuống đất, nghe kêu một tiếng. Cửu Long lệnh! Trưởng môn và cao thủ các đại môn phái đồng thanh kêu lên hoảng hốt. Mặt mày của Trịnh Tam Giang tái mét không còn chút máu, toàn thân run rẩy không ngừng. Đình Hạo vẫn trò kiếm vào ngực đối phương, dơ tà trưởng giả, vận nội lực hút mạnh một cái. Cửu Long lệnh đã nằm gọn trong tay hắn. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy lạnh bài mà suýt nữa đã làm cho võ lâm thiên hạ lâm vào cảnh tuyệt diệt này. Trên lệnh bài có khắc chín con rồng vàng thật là tinh xảo, chẳng khác gì rồng thật, tượng trưng cho chín đại môn phái. Tây Khanh Trang Khắc Thành nói lớn, Trịnh Tam rằng, người vòng tưởng xưng bá thiên hạ, mạo danh hắc nhỏ, giết người cướp lệnh, gây nên trận huyết kiếp vô tiền khoáng hậu. Trận đánh mang sơn, tử thương vài trăm người. Bây giờ mộng đẹp tàn vỡ Người còn gì để nói không Trịnh Tam Giang xoay người lại Cầm mắt hung tận nhìn chằm chằm vào trang khắc thành Phùng mang trận má nói Khá Khá lắm Người sẽ bị báo ứng chẳng sai đâu Nói xong Lão lại nhìn đình hạo nói Hắc nhỏ Người hãy thu kiếm lại Ta sẽ có lời giao phó. Đình Hào thu kiếm lại nói. Người chuẩn bị giao phó thế nào đây? Trịnh Tam Giang thở dài lui ra sau ba bước nhìn xung quanh. Bỗng lão vẫy tay mạnh một cái. Một vòng cầu đỏ nhạt, rộng lớn bay ra chụp vào người Đình Hạo. Chính là huyết là võng. Khoảng cách quá gần nên Đinh Hạo không cách gì né tránh. Toàn thân đã nằm gọn trong lưới, chẳng cửa quậy được gì. Trong khi mọi người còn đang sững sờ, thì Trịnh Tam Giang đã lướt người ra sau tẩu thoát thật là nhanh, chỉ trong nháy mắt đã mất dạng trong đêm tối. Chúng đệ tử của Vọng Nguyệt Bảo như rắn bắt đầu, cùng nhau đua nhau bỏ chạy. Kim Long bang chủ gầm thét lên. Giết! Đệ tử tàn dư của Kim Long bang lập tức tàn sát, máu chảy tuôn trào như suối. Kim Long bang chủ quay xa hướng võ lâm trì hậu nói. Thái thượng, Chúng ta không thể buông tha cho trịnh tam giang được. Võ lâm trì hậu rộng quải trượng xuống đất, nói lớn. Đuổi theo! Đình hạo nằm trong lưới thế thế bấn loạn cả lên. Vân Long tam hiện triệu nguyên xanh, chính là kẻ thù huyết hài thâm cửu mà hắn tìm kiếm mấy lâu, quyết không để cho y đi mất được. Tình cấp sinh trí, hắn bỗng lớn tiếng quát lên. Chớ đuổi! Các nơi trong bảo đều có trồn thuốc nổ đấy! Câu nói này lập tức có hiệu quả. Kim Long bang chủ và Võ Lâm Tri Hậu nhìn nhau một lượt rồi cũng dừng lại, không truy đuổi nữa. Từ xa xa, bỗng nghe vòng lại mấy tiếng nổ lớn, rồi có tiếng la hét kinh hoàng. Hiển nhiên là một số võ sĩ Kim Long bang do quá cuồng sát nên đuổi theo và đã thọ nạn. Đinh Hạo nói lớn, U Linh Sứ Giả, mau dùng kiếm chặt đứt lưới cho ta, Cổ Thu Linh lập tức bước lại, liệt hành nguyệt phách kiếm qua một đường, mạnh lưới theo đó lập tức đứt rời ra. Đình Hạo lập tức đứng thẳng người lại, quay sang trưởng môn các đại môn phái, dõng giạc nói: "Công án năm xưa đã sáng tỏ, các vị giao phó thế nào với bản nhò đây?" Các trưởng môn nhân nhìn ngó nhau, chẳng ai nói lên lời. Đình Hạo lại nói tiếp: "Bây giờ, bản nhò hoàn trả lại phù lệnh." Các vị thử xem thật hay giả. Nói rồi hắn ném kiều long lệnh sang phía trưởng môn thiếu lầm, ngộ nhân đại sư. Ngộ nhân đại sư bắt lấy xem xét trong giây lát, rồi chuyển sang cho linh hư thượng nhân, trưởng môn võ đàng. Hắn xúc động nói, đúng là nó rồi. Các trưởng môn nhân truyền tay nhau xem xét một hồi, sau đó trả lại cho ngộ nhân đại sư. Tất cả đều cúi đầu không nói nên lời, nét mặt cực kỳ ân hận. Một lúc sau, ngộ nhân đại sư cất giọng khàn khàn nói. Năm xưa, chỉ vì lệnh phù này mà đã gây nên hiểu lầm, tạo nên một trường sát kiếp vô tiền khoáng hậu. Cao thủ tình nhuệ của các phái gần như mất hết. Suýt nữa các phái cũng phải xì sụp bất hừng. May nhờ trời nên thí chủ vẫn còn tại thế. Ám tình cũng đã sáng tỏ. Chúng tôi thiếu sáng suốt đã bị Trịnh Tam Giang lừa gạt. Này không dám nói gì nữa. Xin tùy thí chủ định liệu vậy. Tất cả mọi người đều hồi hộp, chỉ sợ hắc nhò tái diễn huyết kiếp năm sửa. Ngay đến như bằng chúng Kim Long Bằng là người ngoài cuộc, đứng ngoài làm khách xem hát mà cũng thấp thòm. Đình Hào suy nghĩ hồi lâu, nhớ tưởng lại lần thứ hai về núi đã được sư phụ ân cần dặn dò l không nên làm quá mà tổn hại sinh linh trời đất còn có u linh phu nhân lần trước cũng khuyên không nên tạo sát nghiệp hơn nữa hắn cũng chẳng muốn thấy cảnh máu chảy đầu rơi nên lên tiếng nói bản nho theo đức hiếu sinh của nhà phật cũng chẳng cần truy cứu nữa các vị cứ tự nhiên thôi các cao thủ của các phái nghe thế thì hớn hở ra mặt gieo hò vang dội ngộ nhân đại sư cao giọng tuyên đọc một câu Phật hiệu, chấp tay xá dài rồi thành khẩn nói. Thí chủ khoan hồng, ắt được Phật độ. Bần tăng xin đại diện các môn phái, gửi lời trí kính đến thí chủ. Đinh Hạo nói, còn vấn đề trịnh tam giảng thì các vị có muốn tỉ mì hay không là chuyện của các vị. Bạn nhỏ sẽ giúp đỡ bắt sống nếu mà gặp được ỷ. Xin khiếu vậy trưởng môn nhân các phái lần lượt tới hành lễ chào từ biệt. Một nghi án kéo dài hơn 20 năm, đến đây coi như là kết thúc. Cổ Thu Linh tiến tới nói, Phu nhân rất là trông ngóng tiền bối quang lâm bản cùng. Đinh Hạo ngẩn người ra nói, Người về nói với phu nhân rằng, sau khi xong việc, ta sẽ đến ngày. Dứt lời, hắn lại quay sang Tây Khanh Trang Khắc Thành, nói tiếp công án nằm sửa được sáng tỏ trong đó công đầu thuộc về các hạ Bản nhò xin ghi nhận món ân tình này sau này sẽ tìm cách báo đáp nói xong hắn lươn mình vọt đi chỉ chớp mắt đã mất hút trong bảo ngoại trừ những xác chết già thì không còn bóng người nào nữa ngoại trừ bằng chúng của kim long bang kim long bang tuy thiệt hại nặng nhưng đổi lại thì vọng nguyện bảo từ đây cũng xóa sổ trên giang hồ coi như là thành công đinh hạo ẩn mình vào một gian nhà trống vội khôi phục lại diện mạo sau đó đứng từ xa lặng lẽ quan sát hắn thấy kim long bang chủ đang ra lệnh cho thuộc hạ thu thập toàn cuộc kiếm điểm nhân số trước khi rút đi vì lo thanh toán kim long bang chủ nên đinh hạo đành tạm gác chuyện truy đuổi trịnh tam giang sang một bên mà tìm cách trả thù nhà nhất chi hoa bạch nhiễu thiền tổng quản của Kim Long Bảo lớn tiếng nói. Bẩm bàng chủ, công việc đã hoàn tất. Đối phương có sót tên nào không? Thưa con, căn cứ sự báo cáo của đệ tử vòng ngoài, thì ngoài một số ít đã phá vòng vây đào tàu, số còn lại có lẽ vẫn ẩn núp trong bảo. Theo nhận xét của Tổng quản, thì liệu Trịnh Tam Giang còn trong bảo không? chắc là y không đi đâu đâu vì đây là cơ nghiệp của y mà nhưng căn cứ hắc nhỏ đã nói thì các nơi trong bảo đều có trồn thuốc nổ muốn lục soát quả là thật không dễ dàng thuộc hạ có một biện pháp đó là hỏa công kim long bang chủ trầm ngâm một chút rồi quay sang hỏi võ lâm trì hậu thái thượng thấy sao Võ Lâm Tri Hậu gật gật đầu. Kim Long bang chủ lập tức ra lệnh. Tổng quản, mau hướng dẫn chúng đệ tử chuẩn bị đốt bảo. Các người canh chừng góc Đông Bắc, mời Thái Thượng quay hướng Tây Nam. Còn ta sẽ đoán ở trước bảo. Nếu thấy tung tích của Trịnh Tam Giang thì lập tức báo hiệu. Nhất Chi Hòa Bạch Nhiễu Thiên dạ một tiếng rồi lập tức xoay mình đi. Lúc này chỉ còn hai người tại hiện trường kim long bang chủ hỏi thái thượng mời người giám sát hướng tây nam có được không võ lâm tri hậu đào mắt nhìn tường ốc xung quanh vọng nguyệt bảo chậm rãi nói ta nghe rồi hải nhi à trang bảo này đốt đi thật là uổng quá nhưng chúng ta không còn cách gì mà sử dụng được đâu thôi à, được rồi chúng ta phải lo làm xong việc rồi rút đi trước khi trời sáng. Đi thôi. Nói xong, mụ phi thân chạy ra hướng Tây Nam. Đinh Hạo nghe mà không khỏi kinh ngạc khi Võ Lâm Tri Hậu gọi Kim Long bang chủ bằng tiếng hài nhì. Thật là khó hiểu, không biết quan hệ giữa họ là gì. Kim Long bang chủ nhún mình xuyên qua chỗ sụp ở gần công bào mà đi. Đinh Hạo lập tức theo bén gót. Trong lòng của hắn khí huyết sôi sùng sục. Hắn lướt người ra cản đường, rồi lạnh lùng nói. Bang chủ, đã lâu không gặp. Kim Long bang chủ giật mình xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo nói. Toàn tú tải. Đinh Hạo nghiến răng nói. Chính ta đây. Người muốn gì? Thanh toán món nợ máu năm xưa dưới chân Long Trung Sơn Kim Long bang chủ liên tiếp thụt lùi ra sau ba bước. Y biết toàn tú tài và hắc nhỏ là cùng một phe. Mà hắc nhỏ thì chắc chưa ra khỏi vùng này. Nếu Y làm căng thì nguy khốn ngay. Nên lập tức giả mù sa mưa nói. Huyết án Long Trung Sơn gì vậy? Triệu Nguyên Xanh, ngươi tưởng ta không biết ư? Kim Long bang chủ thụt lùi thêm một bước nữa, gần giọng nói. Tiểu tử, Ngươi muốn sao đây? Đình Hạo nghiến răng cồm cồm nói. Ta phải xé ngươi thành làm trăm mảnh. Vừa nói, hắn vừa rút kiếm ra. Ánh mắt chiếu ngời, tia sáng khủng bố, trông thật là rùng rợn. Bao nhiêu năm qua, hắn ăn ngủ không yên. Cuối cùng thì kẻ tử thủ cũng đã ở ngay trước mắt. Lựa hận trong lòng của hắn bừng cháy phừng phừng. Chưa bao giờ hắn điên liền như vậy. Kim Long Bang chủ miệng huyết sáo một tiếng thật là mạnh và kéo dài ra. Đình Hạo gầm lên nói: Tại sao? Tại sao người giết người năm xưa? Kim Long Bang chủ nói giọng nhàm hiểm: Sau người không xuống âm tỉ mà hỏi trả người câu này? Đình Hạo điên cuồng dùng hết sức bình sinh phóng ra một chiều kiếm thần tốc. Chỉ nghe kèm một tiếng thật lớn, Kim Long Bang chủ bị hất ra sau khoảng tám thước sau đó gắng gượng đỡ chiều kiếm của hắn. Đình Hạo cười lạnh, lướt tới tấn công tiếp. Đôi bên đánh nhau như là thí mạng. Một bên thì cố sức tự vệ, còn một bên thì cố sức trả thù. Mỗi chiều thức đều ẩn tàng sát khí ngùn ngụt. Lúc này ánh lửa từ vọng nguyệt bảo đã bốc cao lên 9 tầng mây. Chỉ trong chốc lát đã thành biển lửa, châm vào ngoài thuốc nổ trôn giấu ở các nơi, làm phát ra những tiếng nổ kinh người như là long trời lở đất, xoay sáng cả vùng trời. Vọng Nguyệt Bảo coi như chính thức bị tiêu diệt. Trong ánh lửa thấp thoáng, bóng người kêu thét vì bị thiêu sống. Tiếng rú thảm hãi hùng liên tục vang lên. Kim Long bang chủ bị trúng vài đường kiếm vào người. Y vùng vẫy liều mạng như là một con hổ bị thương. Nhưng may cho lão là ngay lúc đó, Đinh Hạo đã phải cấp tốc thoái lùi để chống đỡ một kiếm một trượng từ hai bên tả hữu tấn công tới. Thì ra Võ Lâm Trì Hậu và Nhất Trì Mai Bạch Nhiễn Thiền đã nghe tiếng hút sáo mà chạy tới. Cả hai song song nhảy vào cứu viện. Đình Hạo ra chiều tấn công không ngừng nghỉ, đơn thương độc mã, dũng chiến với ba tên cao thủ hiếm thấy trong võ lầm. Nhờ được tiếp viện nên Kim Long Bang Chủ được giảm nhẹ áp lực hẳn. Hắn vội hít mấy hơi không khí điều hòa khí huyết rồi lại nhảy vào giáp công. Điều khiến cho Đinh Hạo lo ngại nhất là quả trượng của võ lâm trì hậu. Mỗi trượng của mụ có sức mạnh vạn cân. Nếu như đối thủ không phải là Đinh Hạo, thì mụ quyết chẳng bao giờ chịu ra tay. 20 chiều sau, mồ hôi của Đinh Hạo toát ra như tắm, nhưng ba người kia cũng chẳng hơn gì. Mái tóc bạc của võ lâm trì hậu bay tung ra. Nhất chi hoa thì thở hồng hộc, còn kim long bang chủ thì tuy không thấy rõ tình hình sau tấm che mặt nhưng mà kiếm thế cũng đã kém phần mãnh liệt ngọn lửa thù hận trong đinh hậu đã tăng thêm sức lực cho hắn kiếm khí càng lạnh buốt kinh người Oa một tiếng rồi cánh tay cầm kiếm của nhất trì hòa đã bị cắt đứt rơi xuống đất thêm 20 mươi chiều nữa thì võ lâm trì hậu và kim long bang chủ dần dần rơi xuống thế hạ phòng Thình linh có hai bóng người chạy đến, chính là Trang Khắc Thành và Cổ Thu Linh. Cổ Thu Linh thấy Đình Hạo thì vội vã la lên. Đình đệ, để ta giúp người một tay. Đình Hạo đang mải mê tấn công nên không để ý đến việc xung quanh. Bỗng hắn thấy Kim Long bang chủ lùi về phía sau, rồi sau đó bộ phận cổ và ngực tê dại đi như là bị ong chích. Lập tức hắn biết rằng mình đã trúng ám khí, kiếm thế thoáng chậm lại. Ngay trong tích tắc đó, quải trượng của võ lâm trì hậu đã điểm trúng ngực của hắn. Một cơn đau bút lập tức sông lên. Hự một tiếng, hắn dên lên thành tiếng. Cổ thu linh hét lên lành lành, vùng nguyệt phách kiếm tấn công võ lâm trì hậu. Chỉ nghe kèm một tiếng, rồi thân hình của võ lâm trì hậu đã bị hất ra sau hai bước. Cổ thu linh thì loạn trọng thân hình, suýt nữa đã té ngồi xuống đất. Trang Khắc Thành lúc đó cũng vùng kiếm nghênh chiến với Kim Long bang chủ. Đinh Hạo lập tức kiểm tra thì thấy mình đã trúng vô ảnh phi mang. Hắn vội lấy tụ độc châu ngậm vào miệng rồi hét lên một tiếng, dùng hết sức ra chiều bút hạ càn khôn đánh vào người của Kim Long bang chủ. Chỉ nghe Kim Long bang chủ hự lên một tiếng rồi ngã người ra. Đinh Hạo nhà tị độc châu ra cất vào người rồi nói: "Trang báo phụ" Hãy lưu mạng sống cho hắn Dứt lời Hắn quay người nhìn sang Thì thấy hào quang của Nguyệt Phách Kiếm Đang bao phủ hoàn toàn người của võ lâm trì hậu Tiếng quải trượng và kiếm Và chạm nhau leng keng điếc cả tài Lửa bắn ra tung tóe. Lúc này bác bảo Đã hoàn toàn chìm trong biển lửa Và bắt đầu sụp đổ Bỗng nghe một tiếng rú thảm Rồi võ lâm trì hậu Đã buông rời quải trượng Té ngồi xuống đất Không còn động đậy được nữa mụ đã chết rồi. Đình Hào thở phào một tiếng, lướt tới chỗ Kim Long bang chủ, Cho kiếm vào yết hầu của đối phương, rồi thét lên. Triệu Nguyên Sành, mau tháo khăn bịt mặt ra. Trang Khắc Thành đứng bên cạnh dùng mũi kiếm hất nhẹ một cái. Khăn bịt mặt của Kim Long bang chủ đã bay ra xa, hiện lộ chân mục của hắn. Đó là một gương mặt dài mà ốm, ánh mắt lạnh như bằng, khuyết một lỗ tai bên trái, đình hào buột miệng la lên thì giả ngươi là hư ảo lão nhân cổ thu linh cũng giận mình nói hư ảo lão nhân sao đúng thế dị hình thuật độc bá thiên hạ vô ảnh phi màng động nhất trong giang hồ chính y đã giết tưởng thái y đúng vậy rồi trang khắc thành xúc động nói tiểu điệt hãy hỏi hắn xem diễn biến huyết án nằm xưa thế nào. Đình Hạo nghiến răng kèn kẹt nói. Triệu Nguyên Sành, nếu người là nam tử Hán, thì nói ra tất cả diễn biến nằm xưa. Bằng không, thì ta sẽ xử quyết người như là một con chó. Kim Long bang chủ từ từ đứng dậy, thở dài nói. Người tính không bằng trời tính. Lão Phù cũng đành chịu vậy. Nói màu, toàn tú tài, người khá thật, lão phù dụng tâm khổ nhọc, nhưng cuối cùng cũng thất bại về tài người. Cái đó là thiên lý báo ứng mà thôi, tại sao năm xưa người lại nhuộm máu ra môn của ta? Không có tại sao cả. Nói láo, lão phù và bọn trường bạch nhất kiều cùng giang hộ ác khách đều bị Trịnh Tam Giang lợi dụng. Người đừng rồi cho xảo quyệt, căn cứ vào hung tính của người thì dễ gì để cho người khác giật dây như vậy. Toàn tú tài, con người bản lĩnh do mài luyện mở mà nên, chỉ có 3 phần là thiên tính, 7 phần là ở rèn luyện. Trên giang hồ, núi này cao hơn núi khác là chuyện bình thường. Người đừng dài dòng nữa, nói thẳng ra đi. Kim Long bang chủ nghiến răng nói. Năm xưa, thiên đô kiếm khách, đình triệu tường, phụ thân của người là đối tượng mà cả Nam Trang và Bắc Bảo đều muốn lôi kéo. Phụ thân người tỏ ra khinh miệt Bắc Bảo. Trịnh Tam Giang sợ cha người đầu nhập Nam Trang nên tiền hạ thủ vì cường. Tiếp đi. Năm xưa ta kết giao với Trịnh Tam Giang, bị gương mặt giả nhân giả nghĩa của hắn mê hoặc, lòng sinh cảm ơn trì ngộ. Trịnh Tam Giang nói phụ thân người và ỷ có mối thù cướp vợ, nên dưới sự sắp đặt của ỷ, lão phu trở thành tổng quản nam Tràng, Rồi lợi dụng thân phận ấy, kết hợp với một số người khác đi hành hùng, nhằm giã họa cho nam Tràng. Kim Long bang chủ dừng lại dây lát, rồi lại nói tiếp. Sau khi xong việc, thì Trịnh Tam rằng mới lộ mặt thật. Y tìm cách giết người bịt miệng. Nhưng may mà bọn Lão Phù thoát được, rồi quyết tâm khởi ý báo thủ. Cuối cùng thì Đinh Hạo cũng đã sáng tỏ được nguyên nhân vì sao bọn cựu nhân Trương Bạch Nhất Kiều và Giang Hồ Ác Khách đầu trước sau bị giết. Đồng thời cũng hiểu ra nguyên nhân vì sao Kim Long Bang gây hấn với Bắc Bảo không ngờ kẻ chủ mưu là Trịnh Tam Giang. Vậy mà năm xưa, hai mẹ con hắn lại dại dột đi đầu nhập dưới tay kẻ thù. Chẳng trách, lão muốn hủy diệt cả hai mẹ con hắn. Kim Long bang chủ nhắm mắt lại nói, Ta đã nói xong, muốn băm muốn mổ thì tùy ở người. Đình Hào chỉ vào xác chết của võ lâm trì hậu nói, Mụ ta là thế nào với người? Sư phụ Thay đổi sư môn ư Kim Long bang chủ biến sắc nói Sao? Sao người biết? Đình Hạo căm giận nói <laughs> Chỉ tiếc rằng Người chỉ có một cái mạng Kim Long bang chủ run run nói Vậy là sao? Ta muốn băm vằm người già Người nhà tưởng thay ỷ cũng muốn giết người Và dù hòa vũ trang chủ nam tràng cũng không buông tha cho người nữa. Ngoài ra, Kha Nhất Nghiều, sư đệ của người cũng nhờ ta thay mặt ỷ mà thanh lý môn hộ. Kim Long bang chủ hớt hải nói, Người cũng biết Kha Nhẫn Nghiều ừ. Lão là bạn thâm giao với ta, vì muốn tìm kiếm người mà ôm hận tạ thế. Lúc mà sắp mất đi, đã ủy thác cho ta, thay mặt lão thi hành môn quỷ mà trừng phạt người cho thích đáng. <laughs> Quả thật, người nói đúng. Lão Phu chỉ có một cái mạng mà thôi. Người còn gì để nói không? Còn chứ. Kiếp sau, ta sẽ đòi lại món nợ này với người. Nói xong, lão đã cắn chặt hai hàm răng, khóe miệng dị máu, người co giật rồi ngã lăn ra đất. Thì ra lão đã cắn lưới tự tận. Vân lòng tạm hiện triệu nguyên xanh, một đời làm ác, cuối cùng cũng phải đền tội. Ngọn lửa từ Bắc Bảo vẫn cháy phừng phừng, tòa rộng ra một góc trời, khung cảnh toàn một màu đỏ rực. Trang Khắc Thành run run nói, Hiển điệt, trịnh tam giang vẫn đang đảo thoát. Đinh Hạo nghiến răng nói, Tiểu Điệt quyết không tha cho hắn. Rồi hắn quay qua cổ Thu Linh nói, Tỷ tỷ, đã đã tìm được cửu diệp linh chi rồi. Cổ thu linh cả mừng, xúc động nói. Thật không? Tiểu đệ nào dám đem chuyện này ra làm trò đùa chứ? Thế thì may rồi, nghĩa mẫu của tỷ tỷ đã có thể được chữa trị rồi. Đình hạo lấy cửu diệp linh chi trong người ra giao cho cổ thu linh. Sau đó cắt đầu kim long bang chủ ra rồi nói. Tỷ tỷ, đã nhờ tỷ một việc đừng khách sáo như vậy, có gì cứ nói. Xin tỷ tỷ mang đầu hắn đến tường phủ, giao cho tưởng phu nhân. Được, dù gì cửu diệp linh trì cũng là vật của tưởng giả, ta cũng muốn đến đó để cảm tạ người một chuyến. Nhưng bây giờ, tiểu đệ có việc phải đi. Ừ. Đệ phải truy tìm trịnh tam giang, sau đó đệ sẽ về nằm thăm viếng mộ gia phụ. Tỷ tỷ sau khi đến tường phủ sẽ quay về U Linh cùng chữa bệnh cho nghĩa mẫu. Biết bao giờ tỷ đệ ta mới gặp lại nhau. Có duyên, át lờ sẽ tái ngộ mà. Cổ Thu Linh buồn bã nói. Được, vậy tỷ sẽ vào nam thăm đệ. Xin bái biệt ở đây. Dứt lời nàng quay sang chào trang khắc thành rồi lướt đi. Đinh Hạo nhìn theo, ngỡ ngẩn lưu luyến. Trang khắc thành tăng hắng một tiếng rồi nói Hiền Điệt Bây giờ tính sao đây Đinh Hạo giật mình Ấp úng nói ờ, Tiểu Điệt Tiểu Điệt phải tiếp tục truy tìm Trịnh Tam Giang mới được Bây giờ thế này Hiền Điệt cứ lo việc của mình đi Ta sẽ vào hình đại sơn Tạo thành sao huyệt của Kim Long Bàng, Sau đó Sẽ gặp lại nhau ở Nam Trang Người thấy thế nào Đình Hạo gật đầu nói Trang báo phụ nói rất là có lý Tiểu Điệt xin nghe theo Trang Khắc Thành gật đầu nói Vậy thì xin tái kiến nha Dứt lời lão đã xoay người bỏ đi Chớp mắt đã mất hút Đình Hạo đứng ngẩn ngơ một hồi Rồi bỗng sực nhớ ra Nơi này các chỗ ẩn cư của sư phụ không xa Công án cửu long lệnh đã kết liễu Nên hắn muốn về thăm sư phụ Tiện kể lại chuyện U Linh Phu Nhân cho người nghe Nếu hắn gắn được vợ chồng họ Thì vô cùng tốt đẹp Quyết định xong Hắn lập tức khởi hành Chạy được vài trăm dặm Thì tới một ngôi tiểu trấn Hắn đang tìm quán trọ Thì bỗng thấy một ông lão dầu dài mặc áo vàng Kèm nách một cây quải trượng Khập khiễng bước tới Đôi chân rõ ràng là có tật Ông lão tới gần Thì Đinh Hạo đã nhìn ra đó là Trúc Lâm Khách, Lý Mân Trúc, người hầu trung nghĩa của phụ thần năm xưa. Hắn mừng đến nỗi trào nước mắt, vội chạy ra đón đường nói. Lão Lý, không ngờ lại gặp người ở đây. Trúc Lâm Khách ngẩn người ra một lát, rồi toàn thân run rẩy xúc động nói. Thiếu chủ, thiếu chủ đó ừ. Ta đây, mình vào khách điếm nói chuyện nha. Trúc Lâm Khách gật đầu lia lịa nói. Dạ, dạ. Hai người cùng vào khách điếm dùng cơm. Vừa ăn Đinh Hạo vừa nhìn chiếc chân trái bị tật của Trúc Lâm khách, buồn bã nói. Chân trái của Lão Lý không thể phục hồi ư? Ừ. Trúc Lâm khách cười nói. Còn được như vậy là tốt lắm rồi. Đi đứng không có gì bất tiện. Nhưng mà giờ đây, Lão không dùng kiếm nữa mà chuyển sang dùng quải trượng. Xuống núi muốn tìm người để góp chút sức hèn. Thiếu chủ, xin hãy thuật lại mọi chuyện từ sau khi chúng ta chia tay cho lão nghe đi. Đình Hạo từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện cho Trúc Lâm khách nghe. Nghe xong, lão giận đến dâu tóc dựng đứng nói. Không ngờ, chủ mưu lại là trịnh tam giang. Thiếu chủ đã báo thù rồi chứ? Chưa được, y chạy trốn mất rồi thật là tiếc Thế còn Hồng Đại Ca đâu Hồng Lão hiện đang ở tại Vân Tràng Lão sẽ ra Bắc sớm thôi Đình Hào rót đầy một ly rượu cho Trúc Lâm Khách Cùng đối ẩm với Lão Trúc Lâm Khách nước mắt ròng ròng nói Đây là chủ nhân linh ứng Phù hộ cho thiếu chủ Bây giờ thiếu chủ định làm sao Ta toàn lực tầm thủ Thiếu chủ, đến đây tầm thủ ư. Ừ. Không phải, ta muốn vào núi thăm một vị tiền bối dị nhân. Có một chút việc cần. Là ai vậy? À, chuyện này, chuyện này khó có thể nói ra. Cũng không sao cả, thiếu chủ. Lão Lý, người từ đây đi dọc theo đại lộ Y Xuyên vào Nam. Có lẽ sẽ gặp Hồng Lão đấy. Nói đến đấy hắn bỗng nghĩ ra một việc, lại nói. Ờ à mà không được, rồi hai người không gặp được thì phí công tốn sức. Bây giờ lão Lý hãy đến thành Y Xuyên, đi vào vùng núi phía tây cách khoảng 30 dặm, thì sẽ có một địa phương gọi là thành Bảo Bình. Lão cứ tìm một người gọi là lạc nhị viên ngoại, rồi nói ra tên hiệu của ta, thì lão có thể ở lại đó. Có phải đó là chú sứ của một môn phái nào không? Đó là tổng đà của không môn. Nhưng mà lão Lý cứ giả vờ như là chẳng biết gì hết. Khi mà Hồng lão về Bắc, chắc chắn là sẽ ghé đến đó liên lạc. Hai người sẽ gặp nhau mà thôi. Trúc Lâm Khách gật đầu nói. Được, lão sẽ đến đó. Ờ, thức ăn nguội rồi. Lão Lý, ta kính người một lì. Thiếu chủ lão không dám